Welcome back, Vân. Long time no see, hả? Dạ. Đúng không? Dạ. Hôm nay về hỏi nhà Phuong và Vân. Are you sure you ready? Yes, we. Yes. Yes, I am. Can you hear it? No. I like my thiếu nhi. Yes là yes, no là no. They learn from me yes or no. So they didn't hear, that's no good. Ok, cho hỏi ra ngoan lại. Hùng và Vân, are you ready? Yes. Yes. So when I think of the two of them, one distinct word comes to mind, and that is support. They are the definition of a couple who has supported each other through thick and thin. And I believe they represent the essential pillar of any good and happy relationship, and that is the undying and unconditional support they have for each other. And we shed our silhouettes. So I'm going to read Tom's letter, and you guys should pretend that so big, but I like it. So we read somewhere. Hôm nay một ngày già quá em ơi. Anh bây giờ chỉ muốn ngày mai tới nhanh hơn. Natalie đang ngồi kế bên anh nè. Dì Kiều đâu rồi? Anh đi ngủ đây. Ngày mai gặp nhé. Good night đi. Right, how do I unfold it? Những gì em sắp ghi là những gì em chưa bao giờ nói anh. Nếu có ai hỏi em, cho em thêm một lần lựa chọn, em có chọn anh là người sẽ đi suốt cuộc đời. Em đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu cuộc hành trình xây dựng một gia đình riêng. Yêu anh. Hùng và Vân, hai con hiện diện ở đây có sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Are you ready? Yes. Don Bosco Trần Vĩ Hùng. Em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng cho tình yêu và lòng trung thành của anh, nhân dân cha và con và thánh thánh. Amen. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn và thật chân để đi cùng cha mẹ. Như vậy, nắm tay mình làm chi vậy? Nắm tay vợ mình, hiểu chưa? Dạ, dạ. Dạ đấy. Dạ, cảm ơn cha. From now on. Fix it. Fix it. Yeah. And do it. Dạ đấy. Dạ. Ok, bàn tay, đồng bàn tay.